nó kêu rất là lớn và dứt khoát luôn, rất là tiện cho những ai mà thích nhấn một lần mà nó ra nhiều tiếng còi nhé các bạn, mình không cần phải nhấn nhiều lần nữa. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mạch rất là hữu ích luôn, có thể nhiều người sẽ cần đến này. Con mạch này thực tế thì nó là một cái con mạch huyền thoại cách đây nhiều năm trước nha các bạn, nhưng mà nay mình vẫn muốn chia sẻ cho những ai mà chưa biết này. Con mạch này nó sẽ giúp cho các bạn rất là rảnh tay luôn, khi mà các bạn chạy xe các bạn nhấn còi có thể là mình sẽ phải nhấn nhiều lần đó để mà mình tạo ra nhiều cái tiếng còi ngắt quãng đó các bạn. Nhưng khi mà mình chế cái mạch này này, mình gắn vào cái còi xe của mình nhá, thì mình không cần phải nhấn nhiều lần nữa mà mình chỉ cần nhấn đúng một lần thôi các bạn. Nhấn đúng một lần thôi là cái còi xe mình nhá, nó sẽ tự tạo ra những cái tiếng ngắt quãng luôn. Bởi thế mà nó rất là tiện nha các bạn. Và cái con mạch này nó chỉ sử dụng đúng hai cái con transistor thông rộng thôi, nó là dạng transistor thuận nha các bạn. Đây, con A1013 đây các bạn. Đây là cái dạng transistor rất là thông rộng rồi, các bạn mua ở đâu cũng có luôn. Các bạn cứ nhập cái tên là A1013 lên Google là nó sẽ ra kết quả rất là nhiều nha các bạn. Các bạn có thể mua về, nó chỉ có mấy nghìn một con thôi. Và cái mạch nó chỉ bao gồm là hai cái thành phần chính, là hai cái con transistor này là một thành phần này, và cái thành phần thứ hai là cái thành phần gele nha các bạn. Đây là một cái con gele 12V đây. Cái con gele này thực tế thì mình lấy trong những cái mạch điện cũ, các bạn có thể mua mới hoặc là các bạn có thể tận dụng trong những cái mạch điện cũ. Các bạn tìm trong những cái vựa thu mua phế liệu thì đa số những cái mạch điện mình thấy là có một số thứ nó sẽ có những cái con gele này, các bạn lấy về để các bạn chế. Và nó chỉ cần thêm vài cái linh kiện cơ bản đó thôi. Là cái phần chở 22kg này. Đặc biệt là cái phần chở 22kg này do là ngày hôm nay mình hết mất cái con chở 22kg rồi. Mình phải sử dụng hai cái con chở nha các bạn. Mình sử dụng một cái con chở 20kg này. Đây là con 20kg này và con này là con 2kg2. Để mình ghép lại để mà có được cái thông số tương đương gần giống như các bạn. Nó sẽ không bằng 22kg nhưng mà nó tương đương với nhau là được, nó cũng gần tương đương với nhau là được rồi. Và để đảm bảo cho cái tiếng còi của mình nhá, nó đánh dứt khoát thì các bạn nên ráp đúng chuẩn theo cái thông số trên cái sơ đồ mạch của mình nhé các bạn. Tức là các bạn không nên thay đổi bất kỳ một cái thông số nào trên cái sơ đồ mạch này. Tại vì mình đã cân chỉnh cho cái tiếng nó đánh dứt khoát rồi. Ví dụ như con tụ 1mm này và cái con chở 22kg này là hai thành phần quyết định cho cái con mạch này nhé các bạn. Thì các bạn không nên thay đổi nó. Còn cái chỗ này là cái phần còi nhé các bạn. Cái còi của mình đó, cái còi xe của mình nhé. Và cái phần này chính là cái phần dây vào đây. Thường thì các bạn tháo cái còi xe ra thì nó sẽ có hai dây. Thì hai dây đó là mình sẽ đấu vào hai dây này nha các bạn. Thì khi mà mình bóc còi thì điện nó sẽ cấp vào đây và cái phần này nó sẽ chạy này và nó sẽ ngắt quãng giữa cái còi này, cái còi nó sẽ tạo được tiếng tít 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 liên tục đó các bạn. Và cái con transistor A1013 này khi mà các bạn ráp thì các bạn cứ lật cái mặt lên nha các bạn. Các bạn lật mặt lên, cái mặt nào mà có cái chữ này thì cứ thế là các bạn ráp theo thôi. Mình vẽ cái sơ đồ theo một cái hướng rất là đơn giản cho các bạn dễ ráp theo luôn. Mình không có dám vẽ theo cái kiểu là ký tự nữa, ký hiệu nữa, mà mình sẽ vẽ theo cái hình của con transistor luôn nha các bạn. Tức là cái mặt nào có chữ thì các bạn đặt lên thôi. Và cái con gele này nó sẽ có 5 chân nha các bạn. Mình cũng sẽ để cái con gele xuống như thế này và nó sẽ có 5 chân, mình cứ thế ráp theo thôi là được. Các bạn cứ ráp theo chuẩn cái sơ đồ mạch này thì nó sẽ chạy 100% nha các bạn. Cái mạch này nó rất là đơn giản luôn, cho nên là cái khả năng mà lỗi thì nó rất là hiếm. Trừ khi các bạn ráp sai hoặc là ráp không đúng một cái thông số nào đó thì nó sẽ chạy không chính xác thôi. Còn gần như là các bạn cần ráp theo thì nó sẽ chạy 100%. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp cái con mạch này luôn nha các bạn.
Mình đã ráp xong cái con mạch nha các bạn. Đây, con mạch đây, con mạch rất là đơn giản luôn, chỉ sử dụng đúng hai cái con chân to thuận thôi. A1013 này. Con mạch này nó có cái tính rất là đơn giản cho nên là cái độ bền của nó khá là cao nha các bạn. Gần như là rất ít khi nào mà bị hư hỏng luôn. Rất là hiếm nha các bạn. Cái này mình làm sơ sài như thế này thôi cho các bạn dễ hình dung. Còn nếu như các bạn làm sử dụng mà lâu dài, các bạn lên làm một cái khung giấy các bạn. Các bạn để cái này vào này, sau đó các bạn mua keo AB, các bạn đổ lấp kín luôn cái mạch này luôn này. Tức là cái mạch này nó sẽ ngâm luôn trong cái keo AB nha các bạn. Khi nào mà keo AB nó khô lại ấy, là đảm bảo với các bạn là cái mạch này nó bao chống nước luôn, không có bị ngấm nước hư hỏng gì luôn nha các bạn. Thì bây giờ nó sẽ ra hai dây như thế này đây. Khi mà các bạn rút cái còi trong cái xe các bạn ra thì nó sẽ có hai dây. Thì bây giờ mình hàn cái còi nó cũng thành hai dây như thế này. Bây giờ các bạn không cần biết là cực âm hay cực dương của cái dây còi xe mình luôn. Bây giờ các bạn chỉ cần đấu hai cái dây này vào hai cái dây còi xe của mình nhé. Các bạn nhấn thử lúc còi. Các bạn nhấn lần đầu không kêu thì các bạn đảo ngược cực lại ấy. Các bạn nhấn mà nó kêu thì các bạn cứ thế đấu dây vào thôi là xong. Rất là đơn giản nha các bạn. Mình chỉ cần nhấn một lần một thôi là nó sẽ kêu inh ỏi luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái bình ắc quy và test thử luôn nha các bạn. Cái này các bạn đấu ngược cực không sao cả. Đây, ví dụ bây giờ mình sẽ đấu ngược cực này. Đấu ngược cực này nha các bạn, nó không kêu luôn. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Bây giờ mình sẽ đấu đúng cực cho nó chạy luôn này. Nó kêu rất là lớn nha các bạn. Nó kêu rất là lớn và dứt khoát luôn. Rất là tiện cho những ai mà thích nhấn một lần mà nó ra nhiều tiếng còi nha các bạn. Mình không cần phải nhấn nhiều lần nữa. Rất là tiện luôn. Mình sẽ thử thêm một lần nữa này. Nó kêu rất là lớn cho nên là mình sẽ không thử lâu nha các bạn. Tại vì nghe nó chói tai lắm, không chịu được. Rất là lớn luôn. Rồi, thì coi như là mình đã làm xong cái con mạch bắn liên thanh rồi nha các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn hãy dành tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.